chào mừng quý vị và các bạn đến với video mới nhất của mình. Hôm nay tại đại kiển Thanh Bình. Rồi chào Bình ơi. Chào chú Tấn ơi, chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay em có về lô bông trang đỏ với bông trang vàng chứ cần thăng phoi nha bà con. Cái này là trang bứng không em bà con. Này mới bứng về ha. Đó, chứ không phải là cây thùng chậu. Này cây số 1. Cây số 1. Cao nó 97, ổ ngang 97. 90 đi. 90 ha. Cao 120. Thôi 95 gì đây tương ương nha. Cũng tương ương nó ná ná đây, cái này dạng cụm ha bà con. Đó, cái này thân chủ nó chừng 12 à. Đó, rồi bụi số 1 này có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc. Nguyên cụm, cụm lớn. Nguyên một cụm lớn dạ. Bụi liền, liền bụi ha. Dạ, liền bụi. Rồi. Cái này là mình ship cây không có ship chậu ha bà con. Toàn quốc. Toàn quốc, bao ship toàn quốc. Rồi cây số 1. Tiếp tục cây số 2. Số 2 này. Cây số 2. Rồi nó cũng tàn cũng na ná vậy luôn ha bà con. Luôn thì bán cây đi. Bán cây đi, cái này cũng giá 1 triệu luôn. 1 triệu luôn, bông đầy đủ ha. Bông đầy đủ. Cái này về cũng vậy luôn hả? Rồi có con cụm lên luôn. 290 phải không? Dạ. Cao 1m2. À, ngang 90 đi. Cái nào nhỏ hơn thì mình tính nhỏ hơn, cái này cũng lớn nè. Đó. Rồi, cũng giao 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Cây số 3. Cây số 3. Cũng cỡ nha. Cũng cỡ luôn, chạy này cũng cỡ nè. Cũng rồi, cũng đồng giá là 1 triệu luôn. Đó, tàn điện. Mình đo không chú? Hảo hảo vậy thôi. Hảo đấy, rồi cũng 90, 9 mấy vậy. 90 ăn lên, thì nào nhỏ hơn nữa nó đo, quay quay vòng. Đó, nó cũng liền bụi luôn, cũng có thân chủ đó, nguyên bệ dưới đây nè. Rồi cứ tội giá. Rồi cũng giá 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Rồi đọc số điện thoại đi mình. Số điện thoại của em là 0938020543. Đó, cây này thì bông này hơi lớn nè. Số 4. Bông hơi ít chút. Bông hơi ít chút, rồi chứ cái tạng không được đẹp không, cái này lớn đó. Rồi cái này có giá là 900k bao ship toàn quốc luôn. Rồi, hai lép bên. Hai lép này bên. Để trong góc trên vách tường thì dạ. Ok. Này ngang cũng 100 rồi đó. Rồi. Cao là 125 rồi đó. Lại hai lép rồi tính giá 900 mà cái này nó bù lại cái bộ đế nó đẹp nè. Đó. Có nguyên cũ liền cũ ha. Nguyên cũ liền luôn. Rồi. Rồi, 900. 900 bao ship toàn quốc. Mã số 5. Cao nó 9.097. Cao 129. Rồi quay chậm chậm thôi. Cao đâu tới 97. Cao 87 hả, có ngang 87 hả bà con. Rồi cái này hơi nhỏ, nhỏ hơn chút. Rồi giá 900k bao ship toàn quốc. Bụi. Rồi bụi. Rồi 900k bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi cái bụi nó cũng lớn. Nghe là 90 115. Rồi, rồi cái bụi này cũng giá chậm là thôi, chậm thôi, chậm thôi. Rồi bụi này giá 1 triệu đi, bao ship toàn quốc. Chậm thôi. Rồi đó, này bông đều theo bà con. Rồi mã số 6 nha bà con. Mã số 7. Nghe hơi cao. Cao 135. Nguyên là 82. Rồi cũng giá 1 triệu luôn. Cái này nó có nguyên một củ lớn nè. Thân lớn. Thân lớn à. Nó liền một bể luôn. Rồi 1 triệu bao ship toàn quốc. Số điện thoại có trong mô tả tiêu đề nha quý vị. Rồi mã số 8. Đây là đặt tàn nè. Cao 115. Ngang 85. Rồi cũng một bể đế luôn, lên một cụm luôn. Rồi cái này cũng có giá 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Rồi. Cái này tàn ngang hơn. Rồi mã 99 nha bà con. Này lớn nè. Cao 129. Cao 129. Bán ngang mét à. Ngang 105. 105. Rồi cái này cũng một cụm lên bụi luôn.
Rồi cái này có giá 1.1 triệu, bao ship toàn quốc. 1.1 triệu. Đây được cây cốt nha bà con. Mã số 10. Cao 125. Ngang 90. Cái này đựng cốt thôi bà con, cốt cũng lớn ha. Cốt lớn mà thoát thân hơi thấp thôi. Rồi, ra đi. Quay đi. 17 đây. Rồi cây này có giá là 1.4 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi. Cây số 11. Cây số 11. Cao 120. Ngang 92. Chậm thôi. Rồi cái bụi này có giá là 1 triệu. Thân cỡ 89. 89 có 10 nữa. Thằng này chắc có thân mới lớn có 10. Rồi. Rồi, đoạn cây, mã số 11. Mã số 12. Cao 140. Rồi. Ngang 115. Rồi cái hoành lớn nó chắc cỡ 11. Ừ 11 gì đó. Rồi cái này mũi này có giá 1.1 triệu, bao ship toàn quốc. Số 13. Mã số 13. Số 13. Cao 109. Ngang nó 86. Đây, cái này cắt thân này là thành đường cốt rồi đó. Rồi bữa này có giá 900k thôi. 900k. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi mã số 14. Mã số 14. Cao nó 118. Cao 118. Nó ngang 100 đi. Rồi. Nó liền một củ luôn. Rồi bữa này có giá là 1 triệu. 1 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi là trang vàng nha bà con. Trang vàng số 15. Cao nó là 140. Rồi cao 140. Tán ngang của nó là 95. Cho quay chậm thôi Bình ơi. Cái này một cốt thoát thân cao nha bà con. Rồi. Thân khoảng 25. Có 25. Còn 12 11. Cái này 11. Rồi cái này 11. Rồi cái này có giá là 1.1 triệu, bao ship toàn quốc. Trang vàng nha bà con. Mã số 15 đó nha bà con, cái này mã số 16. Cái này khủng quá luôn, lớn quá luôn nè. Toàn tròn. 150, cái này tròn vậy đều đặt luôn. Tán ngang 101. Rồi, xe chậm chậm thôi. Cái này thoát thân khoảng 20. Cái này cây mới bứng luôn nha bà con. Cái này tán đều đặt luôn. Hoành là 12. 12. Rồi cái này có giá 1.2 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi cây mã số 17. Cao nó là 135. Rồi. Tán ngang nó là 116. Chậm chậm rồi. Cái này tán đều đặt nha bà con, dày đặt hết rồi. Hoành nó là 13. Rồi cái này có giá 1.2 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi. Đây số 18. Số 18.
cao là 117, lá ngang là 105. Này dày đặc tản chưa nha bà con, cái này mình về mình dưỡng cỡ tháng à là bắt đầu nó tỉnh cây khỏe cây à. Vành nó 12. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Cái này mình về mình trồng mình để trong mát một thời gian nha bà con. Rồi đó cây. Mã số 19. Mã số 19. Cái này đó trồng về nó cũng phải đổ mỡ lá đó là cây nó khỏe. Cao 130. Tán ngang nó là 95. Rồi quay đi. Đặt tiêu tàn. Rồi. Chưa. Gấp. Gấp quá bạn. Vành là 14. Rồi quay. Rồi cây này có giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Bể cũ hàng rồi. Số điện thoại mình để trong mô tả nha quý vị. Cây 20. Cây 20. Này là thoát thân cao không? Cao 127. Rồi. Tán ngang là 82. Xây. Xây xây chậm chậm mình ơi. Xây chậm. Này thoát thân lên 30 luôn đó. Rồi. Vành nó 13 yếu một chút xíu. Rồi cây này có giá là 1 triệu thôi bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Đổi cây. Rồi này để hay nghiêng nè. Kệ đi con nhóc. Cao 135. Rồi. Tán ngang nó là 100. Chậm. Cái này già nổ da luôn rồi nè. Xù da luôn. Nứt da. Vành nó là 14 yếu một chút xíu. Rồi. Rồi cây này có giá là 1,3 triệu bao ship toàn quốc. 1,3 triệu. Dạ. Rồi. Rồi tới cây 21A bà con. Cây này 21A. Hai mươi một rồi tới 21A hả? Dạ dạ. Nãy sót cây chưa ghi số á. Rồi. Ghi 21A đi. Cao là ngang nó là 98. Cao là 140. Này thóc thân chắc cỡ 3 tấc. 3 tấc. Hoành nó là 13. Rồi cây này có giá là 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây. Đổi cây. Rồi đến cần thang nha bà con. Cặp 22 cần thăng. Rồi cần thăng này có giá là 450k bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cái này mình đo hạo một cặp trước đi ha. Này cao 20, 25 gì chiều cao đó. Cỡ 1. À, còn cái dòng cũ của nó là từ này 28 rồi. Rồi cái chậu này chậu mấy? Chậu này chậu 2. Chậu này chậu 15 20 à. 20. Chậu 10, chắc 15 mà. À 15 20. 15 đó. Rồi. Rồi 450k bao ship toàn quốc. Cùng một chậu một đó. Bà chậu. Con xem mấy chậu bà con biết rồi. Này chuyến rồi vô 20 rồi mà chuyến này đâu kéo cái đó cái biết à. Chuyến rồi không phải chuyến rồi mình vô 20. Là chuyến này nó đưa chậu lộn chậu á. Vô nhỏ à. Này 17. 17. Rồi. Rồi cũng là 450k luôn bao ship toàn quốc cặp 23. Rồi. Rồi cặp 24 cũng đồng giá 450 luôn. Đó. Này mình lựa hay mà con. Rồi, xem chủ yếu dáng thế thôi. Dáng thế giờ. Rồi đổi. Rồi đổi. Cặp 25. Rồi cũng đồng giá luôn 450k luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi đổi. Cặp 26. Rồi đồng giá luôn. Này em bao sống luôn, bao ship luôn. Cũng 450k luôn. Tốt. Rồi. Rồi. Này toàn là củ quái không à. Rồi cặp này hơi bé tí xíu. Cặp 27. 27 hơi bé rồi giá 400k thôi. Cái này bé quá. 400 bao ship toàn quốc. Toàn quốc. Cái nào nhỏ thì em bán bé nhưng mà dáng đẹp. Dáng đẹp không à.
Rồi, này 450 ca ha bà con, cặp 28. Nè, củ ở dưới còn bự lắm nè, là nó có cái chậu nè, nguyên một củ bự luôn nè. Đó, cặp 28 đó. Rồi. Rồi, đổi. Cặp 29. Đồng giá là 400 ca luôn. Ủa 450 đó. 450 ca, cặp 29. Rồi. Bao ship còn quá. Rồi, đổi. Cặp 30. Đó. Cặp 30. Cũng đồng giá luôn. Đồng giá luôn. Rồi. Đồng giá luôn. 450 ca bao ship toàn quốc. Cặp 31, cặp này đẹp nè. Đến. Cũng đồng giá luôn. Rồi, đổi. Rồi, đổi. Cặp 32. Cặp này quá đẹp luôn. Dáng thế đẹp quá. Rồi cũng đồng giá 450 ca bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi cặp 33 lên luôn. Cặp 33. Cặp 33. Cặp rồi cầu. Cặp cuối clip luôn. Cuối clip thì mãi liền. Cuối clip hả? Chưa, cặp 33 này cuối clip thì cũng 450, còn cặp nhỏ hơn kia kìa. Rồi, tiếp tục cặp. Cặp nhỏ này không có số ha, cặp cuối cùng nha. Đó. Cặp khuyến mãi. Cặp khuyến mãi. Rồi. Này khuyến mãi rồi con, cặp này là 200.000 thôi đó. 200.000. 200.000 đó. Rồi. Này hay nhỏ nhỏ hơn khuyến mãi luôn. Rồi là cặp này cặp cuối clip ha. Rồi cuối clip. Rồi cũng cặp khuyến mãi luôn. Rồi Thanh Bình cũng chào bà con và cảm ơn bà con đã ủng hộ Thanh Bình những clip vừa qua. Chân thành cảm ơn bà con. Rồi xin mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau.